Mối quan hệ giữa bố mẹ và con theo tử vi 12 con giáp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tính cách của một người có thể được xác định thông qua ngày tháng, năm sinh và nơi sinh. Thực tế, những dự đoán này có độ chính xác lên đến 60% bởi vì từng cá nhân sẽ thay đổi thái độ và hành vi của mình tốt hơn hoặc tệ hơn theo từng năm. Bên cạnh đó, môi trường sống và ý chí cũng ảnh hưởng đến tính cách của họ. Tử vi 12 con giáp không những tiết lộ tính cách và tương lai của con trẻ mà còn cho biết mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào. Nếu muốn biết tính cách của mình và con có hợp nhau hay không, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trước khi đi vào phân tích về mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích biểu đồ tương sinh. Âm, dương hay ngũ hành là một phần của hệ thống chiêm tinh học phương Đông. Các con giáp có thể tương sinh và hỗ trợ nhưng cũng mang khả năng khắc chế lẫn nhau. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn biết được tuổi của mình và con có hợp nhau hay không. 1. Các con giáp tương hợp với nhau. Cho con giáp của mình là số 1 rồi đếm theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Con giáp số 5 là con giáp tương hợp với mình nhất. Ví dụ, người tuổi Sửu hợp nhất với tuổi Dậu và Tỵ. Ngoài ra, các con giáp cách nhau 4 năm tương hợp với nhau. 2. Các con giáp hoặc rất hợp hoặc không hợp nhau. Xếp 12 con giáp theo vòng tròn, hai con giáp đối đầu trực diện với nhau, cách nhau 6 năm. Cách nhau 6 năm, ví dụ như Tý và Ngọ, có thể sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ cũng có thể tốt đẹp nếu người lớn chịu nhường người nhỏ. 3. Các con giáp tương khắc. Cho con giáp của mình là số 1, đếm theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, con giáp thứ tư rất có thể là con giáp tương khắc với mình. Đây là các con giáp cách mình 3 năm, ví dụ Tý với Mão và Dậu. Đối với chồng và vợ, bố mẹ và con cái hoặc anh chị em, nếu có quan hệ tương khắc thì thường xảy ra trường hợp bất đồng ý kiến. Lý do có thể là cuộc sống hoặc hành động, suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Dù sao, tôn trọng đối phương vẫn là quy tắc quan trọng nhất để có một gia đình hạnh phúc. 4. Các con giáp khác. Nói chung, khi con vật lớn sẵn sàng nhường con vật nhỏ thì chúng đều có thể trở thành bạn tốt. Con giáp lớn như Sửu, Dần, Thìn, Ngọ. Con giáp nhỏ, Tý, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Bạn hãy nhớ rằng, tôn trọng con sẽ tôn trọng ngược lại bạn. Từ đó, tương khắc sẽ trở thành tương sinh. Do đó, nếu bạn thấy tuổi của con không hợp với mình thì đừng quá lo lắng. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết về mối quan hệ giữa tuổi bố mẹ và con cái theo tử vi 12 con giáp. Bố, mẹ, tuổi Tý. Nếu con tuổi Tý, bé thường có xu hướng tránh xa bạn. Sửu, trẻ là một người rất tận tụy và yêu thương gia đình, cũng như sẽ ở bên cạnh mọi người nhiều hơn khi trưởng thành. Tuổi Dần, trẻ có thể trở thành nỗi lo lắng hoặc niềm tự hào của bạn. Tuổi Mão, nhiều lúc con sẽ mải rong chơi bất cứ lúc nào mà không báo trước. Tuổi Thìn, trẻ sẽ luôn gây ra bất ngờ cho bạn. Tuổi Tỵ, giữa người khác giới sẽ có sự thân thiện, chẳng hạn nếu cha với con trai hoặc mẹ với con gái thì sẽ có bất đồng. Tuổi Ngọ, bạn có thể gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách thế hệ. Tuổi Mùi, trẻ không bao giờ biết bạn quan tâm mình như thế nào. Tuổi Thân, thông minh nhưng đồng thời cũng không vâng lời, bạn cần phải hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hơn. Tuổi Dậu, bé rất có hiếu với bố mẹ nhưng lại không hòa hợp trong các vấn đề cảm xúc. Tuổi Tuất, sau khi vượt qua giai đoạn không vâng lời, trẻ sẽ là một sức mạnh to lớn của bạn khi trưởng thành. Tuổi Hợi, con cần sự hỗ trợ từ bố mẹ. 2. Bố mẹ tuổi Sửu. Nếu con tuổi Tý, trẻ là một người thông minh và sáng dạ,
Sửu, trẻ rất chăm chỉ. Dần, trẻ rất năng động và giàu năng lượng. Mão, trẻ luôn mang đến hạnh phúc cho bố mẹ. Thìn, trẻ luôn cần một không gian cho riêng mình. Tỵ, trẻ luôn vận dụng trí tuệ với bố mẹ. Ngọ, trẻ luôn muốn tự lập. Mùi, trẻ ít khi giao tiếp với bố mẹ. Thân, trẻ rất nghỉ ngợm. Dậu, trẻ luôn đem đến cho bố mẹ nhiều bất ngờ. Tuổi Tuất, trẻ ít khi đạt được sự tin tưởng của bố mẹ. Tuổi Hợi, trẻ rất nhiệt tình và giàu tình yêu thương. 3. Bố mẹ tuổi Dần. Nếu con tuổi Tý, tuy ít khi đi theo con đường được định sẵn, nhưng mối quan hệ gần gũi giữa trẻ và bạn sẽ phát triển theo thời gian. Tuổi Sửu, con cứng đầu và thường thích nổi loạn. Tuổi Dần, trẻ sẽ đi theo con đường mà bố mẹ đã đi. Tuổi Mão, con luôn đem đến hạnh phúc cho bạn. Tuổi Thìn, bố mẹ sẽ rất tự hào vì bạn. Tuổi Tỵ, trẻ không quan tâm đến người lớn theo cách nào bạn muốn. Tuổi Ngọ, bé dành sự chú ý cho bố mẹ nhiều hơn bạn bè. Tuổi Mùi, luôn yêu thương và tận tâm với những thành viên trong gia đình. Tuổi Thân, trẻ cần sự hướng dẫn thường xuyên. Tuổi Dậu, tuy đừng xa gia đình sớm nhưng vẫn giữ tình cảm gần gũi với bố mẹ. Tuổi Tuất, con sẽ luôn chia sẻ, đồng cảm cùng bạn. Tuổi Hợi, có khả năng phụ thuộc nhiều vào bố mẹ để xây dựng cuộc sống. 4. Bố mẹ tuổi Mão. Nếu con tuổi Tý, bé có thể khá ích kỷ. Tuổi Sửu, trẻ rất có hiếu và luôn giúp đỡ bố mẹ khi trưởng thành. Tuổi Dần, luôn gần gũi với người lớn. Tuổi Mão, con rất yêu bố mẹ. Tuổi Thìn, bé có khả năng luôn làm bạn ngạc nhiên. Tuổi Tỵ, trẻ khá cô đơn và lạnh lùng, nhưng bên trong rất giàu cảm xúc và có một trái tim giàu tình yêu thương. Tuổi Ngọ, con sẽ trưởng thành rất nhanh. Tuổi Mùi, bé giàu tình yêu thương và thông minh. Tuổi Thân, có mối quan hệ mật thiết với bố mẹ. Tuổi Dậu, trẻ rất mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng rất có hiếu. Tuổi Tuất, con khá trầm tính. Tuổi Hợi, đây sẽ là một người bạn tốt, đáng tin tưởng của bạn. 5. Bố mẹ tuổi Thìn. Nếu con tuổi Tý, bé sẽ luôn đi theo những đam mê nghệ thuật của bố mẹ. Tuổi Sửu, trẻ không bao giờ chia sẻ những sở thích của mình với bạn. Tuổi Dần, sự bất đồng ý kiến luôn xảy ra nếu người lớn không hiểu trẻ. Tuổi Mão, thường làm theo những gì bố mẹ làm. Tuổi Thìn, luôn đem đến niềm vui cho bạn. Tuổi Tỵ, rất thông minh và luôn đưa ra những lý do chính đáng. Tuổi Ngọ, con có nhiều tiềm năng hơn những gì bạn nghĩ. Tuổi Mùi, trẻ cần bố mẹ hiểu và chú ý nhiều. Tuổi Thân, bé là một người nối gót bố mẹ rất tốt. Tuổi Dậu, trẻ luôn muốn đi theo con đường của riêng mình. Tuổi Tuất, bé không thích bố mẹ. Tuổi Hợi, con luôn thể hiện tình yêu thương với mọi người. 6. Bố mẹ tuổi Tỵ. Nếu con tuổi Tý, trẻ sẽ đi theo con đường của riêng mình. Sửu, cần bố mẹ hướng dẫn. Dần, con khá cứng đầu, khó chịu nhưng không phải là một đứa trẻ xấu. Tuổi Mão, bé luôn đem đến nhiều hạnh phúc cho bố mẹ. Tuổi Thìn, con thích bày tỏ những suy nghĩ của mình và điều ấy sẽ làm bạn ngạc nhiên. Tuổi Tỵ, trẻ sẽ gần gũi với người lớn. Tuổi Ngọ, con có sở thích khác biệt cũng như ít khi giao tiếp. Tuổi Mùi, trẻ rất giàu tình yêu thương và sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Tuổi Thân, độc lập là tính cách của con. Tuổi Dậu, bé rất tham vọng, luôn muốn bố mẹ trợ giúp để đạt được mục tiêu. Tuổi Tuất, trẻ cần thật nhiều tình yêu thương từ bạn. Tuổi Hợi, con luôn yêu các thành viên trong gia đình. 7. Bố mẹ tuổi Ngọ. Nếu con tuổi Tý, trẻ không bao giờ nối gót bố mẹ khi làm một điều gì đó. Tuổi Sửu, trẻ rất tự lập và luôn giúp đỡ bố mẹ. Tuổi Dần, trẻ luôn mang đến niềm vui cho bố mẹ. Tuổi Mão, trẻ chỉ chấp nhận phương pháp giáo dục mềm mỏng và lý lẽ. Tuổi Thìn, trẻ luôn cần sự ủng hộ. Tuổi Tỵ, trẻ rất dễ thất vọng về bố mẹ khi còn nhỏ nhưng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt khi trẻ lớn lên. Tuổi Ngọ, trẻ rất thân thiết với bố mẹ. Tuổi Mùi, bố mẹ sẽ yêu trẻ rất nhiều. Tuổi Thân, trẻ luôn phát triển những sở thích của riêng mình. Tuổi Dậu, trẻ rất tự lập. Tuổi Tuất, trẻ rất có hiếu, thân thiện và luôn giúp đỡ bố mẹ. Tuổi Hợi, trẻ biết quan tâm đến mọi người. 8. Bố mẹ tuổi Mùi. Nếu con tuổi Tý, trẻ sẽ rất tự lập. Tuổi Sửu, trẻ khá hung hăng, do đó bố mẹ nên tìm cách giáo dục trẻ. Tuổi Dần, trẻ luôn mang đến niềm vui và cảm giác dễ chịu. Tuổi Mão, trẻ luôn mang đến sự hạnh phúc và hài lòng cho bố mẹ. Tuổi Thìn, trẻ sẽ rất khác so với bố mẹ nhưng luôn đem đến cho bố mẹ sự hài lòng. Tuổi Tỵ, trẻ rất giàu tình yêu thương. Tuổi Ngọ, trẻ rất ấm áp và giàu tình yêu thương. Tuổi Mùi, trẻ luôn được mọi người yêu mến.
Tuổi Thân, trẻ rất tự lập và có nhiều bí mật. Tuổi Dậu, trẻ luôn tự lập và giúp đỡ bố mẹ. Tuổi Tuất, trẻ rất khó chịu nhưng sẽ tốt hơn khi trưởng thành. Tuổi Hợi, trẻ rất dịu dàng và quan tâm người khác. 9. Bố mẹ tuổi Thân. Nếu con tuổi Tý, trẻ rất ấm áp và giàu tình yêu thương. Tuổi Sửu, trẻ rất đáng tin cậy, luôn giúp đỡ bố mẹ. Tuổi Dần, trẻ không phải là một đứa trẻ hạnh phúc, ít khi quan tâm đến mọi thứ. Tuổi Mão, luôn bất đồng quan điểm với bố mẹ. Tuổi Thìn, trẻ rất thông minh. Tuổi Tỵ, trẻ rất lạnh lùng và cô đơn. Tuổi Ngọ, trẻ rất chăm chỉ và đáng tin cậy. Tuổi Mùi, trẻ luôn xa lánh với bố mẹ. Tuổi Thân, trẻ luôn gặp rắc rối và luôn cần sự ủng hộ của bố mẹ. Tuổi Dậu, trẻ luôn là một người rất hài hước. Tuổi Tuất, trẻ luôn giàu tình yêu thương. Tuổi Hợi, trẻ luôn dành tình yêu thương và sự chú ý đến bố mẹ. 10. Bố mẹ tuổi Dậu. Nếu con tuổi Tý, trẻ rất tự lập. Tuổi Sửu, trẻ rất đáng tin tưởng. Tuổi Dần, bạn phải chăm sóc trẻ cẩn thận. Tuổi Mão, trẻ khá lười và bất cẩn. Tuổi Thìn, trẻ luôn đem đến cho bạn sự bất ngờ. Tuổi Tỵ, trẻ luôn đem đến cho bạn sự tự hào. Tuổi Ngọ, trẻ rất tự lập. Tuổi Mùi, trẻ luôn giàu tình yêu thương. Tuổi Thân, trẻ luôn cần sự ủng hộ và hướng dẫn rõ ràng. Tuổi Dậu, bố mẹ sẽ không muốn trẻ đi theo con đường của mình quá sớm. Tuổi Tuất, trẻ rất trung thành và giàu tình yêu thương. Tuổi Hợi, trẻ luôn đem đến cho bố mẹ cảm giác thoải mái khi bố mẹ đã lớn tuổi. 11. Bố mẹ tuổi Tuất. Nếu con tuổi Tý, trẻ sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho bố mẹ. Tuổi Sửu, trẻ sẽ cảm thấy khốn khổ và ngoan cố nếu bạn cản trở trẻ làm một điều gì đó. Tuổi Dần, trẻ có rất nhiều năng khiếu. Tuổi Mão, trẻ khó giao tiếp với bố mẹ. Tuổi Thìn, trẻ rất có năng lực. Tuổi Tỵ, trẻ rất có tham vọng và dễ hiểu nhầm. Tuổi Ngọ, trẻ cần sự chăm sóc tốt từ bố mẹ. Tuổi Mùi, trẻ luôn gặp vấn đề về tình cảm và tài chính. Tuổi Thân, trẻ khá năng động và nghịch ngợm. Tuổi Dậu, trẻ rất tự lập. Tuổi Tuất, trẻ khá gần gũi với bố mẹ. Tuổi Hợi, trẻ luôn giàu tình yêu thương. 12. Bố mẹ tuổi Hợi. Nếu con tuổi Tý, trẻ sẽ không có nhiều sở thích. Tuổi Sửu, trẻ luôn khiến bạn thấy dễ chịu và vui vẻ. Tuổi Dần, trẻ xa nhà khá sớm. Tuổi Mão, trẻ luôn đem đến sự hạnh phúc cho bố mẹ. Tuổi Thìn, bố mẹ không nên quá bảo vệ trẻ. Tuổi Tỵ, trẻ rất tự lập. Tuổi Ngọ, trẻ rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tuổi Mùi, trẻ là niềm vui của bố mẹ. Tuổi Thân, trẻ rất năng động. Tuổi Dậu, trẻ có những tài năng bất ngờ. Tuổi Tuất, trẻ luôn yêu gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Tuổi Hợi, trẻ luôn hạnh phúc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.